kháng thuốc hiện là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng và trở thành một vấn đề y tế công cộng đáng quan tâm. Theo các bác sĩ, tỷ lệ kháng sinh cao đã được ghi nhận ở các vi khuẩn thông thường. Đáng nói, 1/4 bệnh nhân điều trị nội trú được thống kê sử dụng kháng sinh không hợp lý, tự ý nâng liều lượng. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, thì tình trạng kháng kháng sinh hiện nay là một trong 10 nguy cơ lớn nhất về sức khỏe. Và một năm thì nó gây ra cái tử vong khoảng 1,27 triệu người mà tử vong do vấn đề về kháng kháng sinh. Ở Việt Nam thì chúng ta chưa có con số báo cáo cụ thể. Tuy nhiên thì cũng ước lượng là có khoảng 70.000 người tử vong mỗi năm do cái tình trạng kháng kháng sinh này. Có thể nói một cách đơn giản là bình thường ấy, các bệnh đơn giản chúng ta dùng kháng sinh và chúng ta có thể điều trị được cái tình trạng nhiễm khuẩn. Nhưng với tình trạng kháng kháng sinh, tức là những cái vi khuẩn đấy nó đã chống lại những cái tác động của kháng sinh. Và vì vậy, cơ thể chúng ta nó không đối phó được và có thể tử vong bởi những cái bệnh rất nhẹ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dự báo đến năm 2050, chi phí do kháng sinh trên toàn cầu lên tới 100.000 tỷ đô la Mỹ và cứ 3 giây sẽ có một người tử vong do các siêu vi khuẩn kháng thuốc, tương đương với khoảng 10 triệu người mỗi năm. Khoảng 15 năm nay, hầu như không có những loại kháng sinh mới. Như vậy là vi khuẩn nó ngày càng quen thuộc với các kháng sinh kiểu cũ và cái tác dụng của cái kháng sinh ngày càng bị hạn chế. Và điều đấy nó sẽ rất là nguy hiểm đối với cả những cái người trực tiếp uống. Nhưng đồng thời cái kháng sinh đối với vi khuẩn ấy, khi mà nó đã kháng kháng sinh ấy, thì khi nó tác động cả vào những người khác trong cộng đồng thì những người khác cũng bị những cái ảnh hưởng như vậy. Vì vậy chúng tôi có nói ra là cái ảnh hưởng của kháng kháng sinh ấy, là ảnh hưởng cho toàn bộ cộng đồng, cho tất cả các lứa tuổi và nhiều nhóm bệnh. Để giảm đề kháng kháng sinh, song song với việc có chiến lược sử dụng kháng sinh thích hợp và hiệu quả, công tác nâng cao nhận thức của người bệnh cũng rất quan trọng.